TikToker Kiều Văn Thái gà ủ muối bị bớ vì sử dụng chất cấm, công an lên tiếng đanh thép. Mới đây, mạng xã hội dậy sóng với vụ việc gà Đông Tảo ủ muối, Kiều Văn Thái bị bắt. Theo nhiều đồn đoán, hot TikToker rất có thể liên quan đến sử dụng chất cấm và mua bán rau răm. Ngay sau khi hình ảnh Kiều Văn Thái trên đồn được lan truyền, đã có rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ và bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, nam TikToker phủ nhận việc này. Em xin đính chính mọi người, em chả liên quan gì và chả chơi bời gì cả. Em âm tính nhé, em rượu say, cậu em đưa phát về khách sạn, em ngủ luôn và em không bao giờ thèm chơi để đánh đổi đâu nhé. Và nhóm đó em quen mỗi cậu em, nó đưa em về phát, em ngủ một mình phòng bên cạnh. Em vừa gọi các anh công an quận Nam Từ Liêm phải lên bài đính chính cho em. Mọi người cần gà biếu tặng đặt em nhé, em vẫn sản xuất gà Đông Tảo hàng ngày ạ. Chiều mùng 3 tháng 1, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đã bắt giữ nhóm 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất cấm ở tòa nhà VK1, chung cư Vinhome Westpoint, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cụ thể, theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, rạng sáng mùng 2 tháng 1, Công an quận tiếp nhận thông tin tại một chung cư trên địa bàn phường Mễ Trì có một nhóm thanh niên mở nhạc sàn to gây mất an ninh trật tự. Công an phường Mễ Trì đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại một phòng trong căn hộ đang có 7 nam nữ thanh niên gồm Trần Văn Trường, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Đông Triều, Quảng Ninh, Đồng Gia Bảo, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở Sơn Tây, Hà Nội, Trần Thùy Linh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú thành phố Vinh, Nghệ An, Trần Thị Hoài Thương, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, LTL, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, LNHA, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú quận Long Biên, Hà Nội, NTTT, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú huyện Anh Sơn, Nghệ An. Tại căn phòng bên cạnh, có anh Kiều Văn Thái, trú quận Long Biên, Hà Nội đang ngủ. Tại căn phòng có 7 đối tượng, tổ công tác Công an phường Mễ Trì phát hiện thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một thẻ ATM ngân hàng VP Bank, một vỏ chai nhựa, bên trong chứa một túi ni lông màu cam, một máy tính MacBook màu trắng, một loa Harman Kardon, một đèn nháy. Tại thời điểm kiểm tra, 7 người đang tụ tập trong một phòng đã thừa nhận sử dụng ke và nước vui, còn anh Kiều Văn Thái cho biết đang đi cùng Trần Thị Hoài Thương đến đây và ngủ ở phòng bên cạnh. Không biết và không tham gia với nhóm này, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy 7 đối tượng trên dương tính với chất cấm, riêng anh Kiều Văn Thái có kết quả âm tính. Qua công tác điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định anh Kiều Văn Thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng chất cấm cùng 7 đối tượng trên. Do đó, thông tin TikToker Kiều Văn Thái bị bắt do liên quan đến sử dụng chất cấm là không chính xác. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Trần Văn Trường, Đồng Gia Bảo, Trần Thùy Linh, Trần Thị Hoài Thương và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kiều Văn Thái được biết đến là TikToker nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi với nhiều clip chuyên đánh giá về ẩm thực và du lịch. Đáng nói, anh nổi tiếng đình đám với món gà ủ muối với công thức đặc biệt do mình tự làm. Những clip nấu ăn của Kiều Văn Thái có phong cách khá phóng khoáng, gần gũi, đôi khi đó chỉ là những món ăn hết sức đơn giản, thân thuộc nhưng được nấu theo phong cách bụi bặm, rất riêng của anh lại trở nên thú vị và đầy hấp dẫn trong mắt khán giả. Đến nay, Kiều Văn Thái đã có hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên kênh TikTok mang tên mình. Hết giãn cách xã hội, tôi về lại Hà Nội và tiếp tục với đam mê về ẩm thực. Nói thực là tôi thích nấu ăn và cũng thích ăn nhiều món ngon nên việc quay clip nấu đồ ăn hay review những quán ăn ngon tôi có thể làm hàng ngày mà không thấy chán. Cũng nhờ đam mê với đồ ăn nên kênh TikTok của tôi thường xuyên có các clip mới.